chục. À. Rồi nó lớn lên. Ba chục. À. Tám chục. Rồi hết luôn. Rồi. Rồi rồi tổng cộng bao nhiêu tiền? Đó là tổng cộng nhiêu tiền? Là 80.000 á. Nhiêu? 80.000. Đời năm nay nhiêu tuổi rồi? Tứ Hạ là con heo. Con heo là phải 07 không? 07 rồi. Thấy không? 07 47 87 phải không? Như vậy là mình tuổi 47 hay là 07? Tí châu vàng mẹo tình thị ngọ mù tức hỏi là con nè. Ừ, tên họ là gì? Họ 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 họ, họ gì? Con của ông Quyền Ngon. Họ gì? Hồ Phan. Phan gì? Phan Nhân Đơn. Phan gì? Phan Nhân Đơn. Phan Nhân Đơn. Năm nay nhiêu tuổi? Đã có tuổi con heo rồi. Con heo á. Là 47 tuổi không? Dạ. Heo giữa ha. À. Nhà ở đâu? Đến đường nước á, đường nước Lộ Bảo Thành á. Đường nước nào? Trung Trinh á. Ừ, trên bến đê, trên đình không? Trên đình luôn. Trên miễu không? Ồ, dính luôn. Trên miễu không? Đó, trên miễu nữa. Gửi anh bán ngày được nhiêu giá? Vâng, vé 20 giá. Dạ. 20 giá được 20.000 hả? Dạ. Rồi nãy bo thêm 10.000 đó là 30.000. Dạ. Giờ uống ly chè này nhiêu tiền? Ly chè này nhiêu tiền? Không có, mua cho con. Dạ. Dạ, giờ bán 20.000 này lời đem về đưa cho ai? Hay là xài? Đưa tiền cho ai? Mới mua gạo ăn. Mua gạo ăn. Vậy có vợ chưa? Không. Con ở giá. Ờ con ở giá phải không? Dạ. Rồi anh biết thằng cu lượm không? Anh biết cu lượm không? Cu lượm nhà đây nè. Biết không? Thằng nãy đó. Biết không? Lâu quá quên rồi. Rồi lâu quên hả? Rồi anh biết đếm tiền không? Biết đếm tiền không? Bị con ác ấy dần. Ờ, tiền này biết đếm không? Đi tám chục ngàn hả? 165.000. 165.000. Giấy 100 là 1 tấm. Yeah. Nói coi, giấy 100 là 1 tấm. Giấy 100 thì 10.000. Giấy 100 1 tấm, nói coi. Một tấm thì 10.000. Nè, nói giấy 100 1 tấm. Giấy 100 1 tấm thì giấy 50 1 tấm. 1 tấm thì 10.000 á chú. Giấy 10.000 1 tấm. Yeah. Giấy 5.000 1 tấm. Là cộng lại 165.000. Yeah. Rồi bỏ vô túi đi. Để dứt mắt á. Về cô hai hả? Rồi. Bỏ tiền vô túi đi. Đó.